Chào mừng các bạn đã đến với Tết Những Người Yêu Thích Game Xưa. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một game kinh dị trên Super Nintendo thuộc thể loại 2D Click and Point. Đổ về thời kỳ game kinh dị đang thịnh hành ở thế kỷ 20, khi Resident Evil ra đời và chính thức mở ra một cuộc cách mạng về dòng game kinh dị kết hợp bắn súng góc nhìn thứ ba sáng tạo. Từ đó nhà nhà ùa nhau chơi Resident Evil, cũng như loạt Silent Hill về sau cũng thành công khi học theo, đã khiến cho thể loại point and click bị lu mờ dần bởi sự rập khuôn lâu đời của dòng game này. Tuy bị lu mờ bởi sự cách mạng thành công của thể loại third person shooter, nhưng tương truyền rằng vẫn có một game point and click cực kỳ đáng sợ và không bao giờ lỗi thời. Đó chính là Clock Tower The First Fear ra mắt năm 1995. Gameplay đơn giản nhưng không cho phép bạn chơi như đang dẫn. Gameplay cho phép bạn di chuyển từ phòng này qua phòng nọ, từ khu vực này qua khu vực khác với mục tiêu kiếm đủ mọi đồ vật bằng chỉ vài cú click đơn giản. Nhưng phải sở hữu một trí nhớ tốt và một chút suy luận nếu như không muốn mò từng phòng hết cả ngày. Tất nhiên đây là game kinh dị kết hợp giải đố, bạn không thể chạy lung tung các phòng mà thiếu đi con mắt theo dõi của một thế lực khác được. Dù chỉ là một cú click sơ sẩy vào một món đồ bạn không nên chạm vào cũng đủ khiến tên sát nhân si sóc mang nhảy ào ra mà tấn công bạn. Dù chỉ dính một đòn cũng đủ khiến game over. Điều này khiến người chơi căng thẳng hơn rất nhiều khi không có tồn tại thanh máu nào như những tựa game kinh dị khác. Nhưng bù lại bạn phải quản lý thanh trạng thái nhân vật, từ bình thản cho đến hồi hộp và lo sợ đều ảnh hưởng đến tốc độ chạy trốn của nhân vật. Độ chân thực của game khá cao khi chỉ nghe một tiếng động lạ rung lên hay trông thấy một vật lạ lướt qua cũng đủ khiến thanh sắc thái của Jennifer thay đổi nhợt nhạt đi. Rất đơn giản đến trẻ em cũng chơi được, nhưng quan trọng là đứa trẻ nào đủ thần kinh thép mà chơi chúng ta sẽ đi vào cốt truyện thôi. Lấy bối cảnh tại một lâu đài mà sẽ là nơi sinh sống của nhân vật chính Jennifer Simpson cùng những người bạn vốn là trẻ mồ côi khi họ nhận được tin bà chủ Mary tại đây ngỏ lời muốn cưu mang đám trẻ. Cả nhóm vô cùng hớn hở khi tới lâu đài vì nghĩ đây sẽ là một chuyến đổi đời của họ. Tất cả đều vui mừng chỉ trừ Jennifer liên tục hỏi về thông tin tòa lâu đài với một lòng đầy trắc ẩn. Khi cả nhóm chính thức dọn tới lâu đài nhưng với sự mất tích đột ngột của bà chủ Mary đã để lại sự nghi vấn cho họ, Jennifer quyết định lên đường tìm kiếm xung quanh và dặn dò cả nhóm ở yên tại chỗ. Chỉ sau vài bước chân tìm kiếm mà đã có điểm không lành đến với cô khi đèn chợt vụt tắt, khi nghe thấy tiếng thét thì quay lại. Lúc này những người bạn đã biến mất, nhóm bạn thì không còn ở vị trí cũ nữa. Bà chủ Mary thì không biết ở nơi nào. Cô nhanh chóng thấy mình bị theo dõi sau khi phát hiện ra Laura hoặc An bị giết bởi một cậu bé sát nhân với những nét dị dạng, cầm một chiếc kéo khổng lồ. Thi thể của Laura sẽ được tìm thấy trong tình trạng treo cổ trong bồn tắm, hoặc được tìm thấy trong bộ áo giáp ở phòng khách thứ hai nếu người chơi dám nhấp vào nó. Trong khi An sẽ chết do bị đâm xuyên qua trần nhà bằng kính màu, chết đuối trong hồ bơi của sân sau nhà, hoặc bị đâm xuyên qua cửa sổ trong văn phòng của Mary. Tên sát nhân chính là Bobby Barrows, kẻ cắt kéo. Kẻ sẽ là kẻ theo dõi và hành hạ chính Jennifer trong phần còn lại của trò chơi. Trong khi khám phá dinh thự, Jennifer sẽ cần tìm ra ý định xấu xa thực sự của Mary. Để làm được như vậy, cô ấy phải tìm được chìa khóa của khu vực cánh phía tây của dinh thự, nơi cô ấy sẽ tìm thấy manh mối và thông tin. Jennifer có thể tìm thấy chìa khóa trong chiếc hộp trên nóc tủ quần áo trong phòng khách có tivi, hoặc bằng cách di chuyển chiếc hộp để đến một tổ chim trên tầng 2 gần phòng chứa đồ đầu tiên. Jennifer quyết định lên đường tìm kiếm lại mọi người. Trong quá trình đó, cô phải đối mặt với những thế lực truy đuổi, phải chứng kiến từng người một trong những người bạn mình bị si sóc mang thanh thay, nhưng cũng đồng thời dò tìm ra những liên hệ bí ẩn giữa lịch sử lâu đài và gia đình của chính cô. Một tội ác đã xảy ra chục năm trước dẫn tới cô phải sinh ra trong cảnh mồ côi. Clock Tower có 9 ending được đặt tên theo thứ tự bảng chữ cái. Mặc dù không biết ending nào là chuẩn, nhưng nó phải là ending A, B hoặc C. Đoạn kết tôi tiết lộ một engine hack. Engine này được coi là tồi tệ nhất và nó có được sau khi chỉ thấy một người bạn chết. Jennifer tình cờ thấy một chiếc ô tô trong gara của biệt thự và tìm thấy chìa khóa trên một chiếc thùng gần đó.
Jennifer không thể bỏ mặc những người bạn của mình trong dinh thự. Nhưng sau 3 lần cố gắng khởi động xe, cuối cùng cô ấy đã nhượng bộ và trốn thoát, lái xe xuyên qua bức tường của nhà kho. Trong một cảnh hậu tín dụng, Jennifer nhìn vào gương và thấy một chiếc kéo khổng lồ thò ra từ ghế sau. Jennifer tỏ ra bị sốc, hét lên và màn hình chuyển sang màu đen. Chào tạm biệt và gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.